Chào mừng quý vị và các bạn đến với ván đấu của hai danh thủ Trần Nga Sáng và Trần Cầm Long. Trong ván đấu này, danh thủ Trần Nga Sáng là người cầm quân đỏ là Quyên đi trước và danh thủ Trần Cầm Long là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra tại giải cờ tướng vô địch quốc gia năm 2020. Sau đây là diễn biến của ván đấu, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Diễn biến ván đấu tới đây thì bên đen mất quân
và Booker nhận thua